Đây là cục đất sét nhà khách gây tranh cãi ngày hôm qua. Mình sẽ quay chậm lại khúc này để cho các bạn biết là nó xuất xứ ở đâu ha, tự đọc nha. Đây, còn đất sét nhà mình là đất sét của Thái. Và hai cái đất sét này đều là đất sét tự khô, đất sét xốp, chất liệu giống hệt như nhau. Và cái đất sét nhiều màu này chỉ dành cho các bạn nhỏ tuổi hoặc là các phụ huynh mà muốn mua cho các bé chơi thì nên mua đất sét này nha. Ưu điểm của loại đất sét này là đã pha màu sẵn, giá thành lại rẻ, nên là các bé có chơi hỏng hoặc là làm xì lam hay cái gì đó thì nó phù hợp với túi tiền của các bé. Tuy nhiên là những sản phẩm làm bằng các loại đất sét này thì sử dụng thời gian không có bền. Một thời gian sau nó dễ bị nổ hoặc là lúc làm sản phẩm ra nó dễ bị nứt. Các bạn vẫn thắc mắc là tại sao đất sét làm xong nhiều khi nó hay bị nứt là bởi vì do đất sét nó khô quá, xốp quá nên là dễ bị nứt. Còn đất sét này ở nhà mình thì nó là không có bị nứt đâu. Và loại đất sét Thái này chỉ dành cho những bạn làm những con thú đặt ở trên bánh kem hoặc là để nặn tượng chibi. Ưu điểm của nó là sau khi các bạn làm xong sản phẩm nó sẽ mịn và không bị nứt. Sản phẩm để khoảng chừng được trên 5 năm. Còn cái đất sét này để một thời gian là sẽ tự nổ. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn làm hai chú ếch bằng hai loại đất sét này. Được cái dùng đất sét này tiện cái không phải pha màu, chỉ có việc làm mua về và nặn thôi. Tuy nhiên là những cái đất sét này mình chỉ nặn được cái những cái chi tiết mà nó to hoặc là chi tiết thô thôi. Còn nếu mà làm những cái chi tiết nhỏ nhuyễn giống như là những sợi tóc nhỏ hoặc là những cái chi tiết mà nó thuộc dạng là nó tinh hoặc nó bé xíu thì rất là khó và không có làm được. Và để nặn những mô hình hoặc là những cái tượng sắc sảo hoặc là chi tiết hoặc những bông hoa đất sét giống như thật á thì mình chỉ sử dụng đất sét Thái, đất sét nặng á, tự khô thôi. Chứ loại đất sét nhẹ này thì mình sẽ không có làm được. Sử dụng cái đất này thì nó cũng khá là chắc tay. Khi mà nặn thì mình cũng cảm giác là nặn nó sẽ dễ dàng hơn là cái đất sét kia của mình. Cái đất sét này lúc mà mình nặn thì mình cảm thấy là nó rất là mau khô. Nếu mà mình không nhanh tay thì nó sẽ khô mất và khó dính vào với nhau. Khi mà mình làm những con vật hình khối như thế này thì mình không cần dùng tăm để đính các chi tiết lại với nhau. Trong trường hợp mà nếu mà nó khô quá thì mình sẽ dùng keo sữa để gắn các chi tiết lại. Đây là mình sẽ thêm những cái chi tiết nhỏ nhỏ để trang trí cho chú ếch này. Giờ mình sẽ vẽ miệng và mình sẽ lấy phấn tiên ra để mình trang điểm cho chú ếch. Lưu ý khi làm móc khóa thì nhớ là gắn keo sữa vào móc khóa rồi mới gắn vào con vật. Chứ không treo một thời gian nó sẽ tuột xuống. Và đây là đất sét Thái ở bên mình. Đất sét này thì mỗi khi mà bạn lấy ra một ít để mình pha màu thì nhớ phần còn lại là phải bọc kín lại nha. Thì nó hơi bất tiện ở một chỗ là mỗi lần mà mình làm cái màu gì thì là mình phải pha. Tuy nhiên là các bạn nên pha trước hết xong bắt đầu là các bạn làm luôn một lần. Đó cũng là lý do vì sao mà không nên mua cho các bé chơi bởi vì là các bé pha màu không cẩn thận nó sẽ bị dính ra tay rất là dơ. Và đất sét tự khô này sẽ không pha được với màu nước đâu, chỉ có thể pha với màu acrylic hoặc là màu dầu thôi nhé. Được cái tiện dụng là mình thích màu nào và ít hay nhiều thì là mình sẽ tự pha màu. Còn lại thì mình sẽ bọc lại và mình sẽ sử dụng sau. Rồi mình nhắc lại ha, các bé còn nhỏ tuổi ha thì mình nên mua mấy cái đất ở nhà sách ha, dùng để làm để vừa hợp với túi tiền và nó rẻ. Còn mấy cái đất sét Thái của nhà mình á thì chỉ dùng cho các bạn mà để làm bánh hoặc làm tượng chibi và những cái chi tiết mà cần phải độ bền theo thời gian. Và sản phẩm của nhà mình á thì sau một ngày nó sẽ khô. Và đây là sau khi khô xong thì các bạn thấy này, về độ mịn ha. Cái đất sét nhà sách này nó không được mịn lắm nên nó hơi sần sùi này và nó bị nứt đây này. Còn đất sét nhà mình thì không có ha. Nhưng mà loại đất sét nào thì chúng ta cũng có hai chú ếch rất là xinh xắn phải không?